Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Có câu nói, nếu có hai thứ khiến nước Mỹ trở nên hùng mạnh và trở thành siêu cường số một thế giới, thì không ai có thể phủ nhận rằng đó là dầu mỏ và đồng đô la. Và cái tên Rockefeller gắn liền với cả hai thứ đó. Trong thế kỷ 20, cùng với khí đốt tự nhiên mới được khai phá, dầu mỏ đã hạ bệ ngôi vua của nguồn năng lượng công nghiệp là than đá. Và cuối thế kỷ 19, John D. Rockefeller đã trở thành người giàu nhất nước Mỹ, chủ yếu là nhờ buôn bán dầu lửa. Trong bài chia sẻ ngày hôm nay, mời anh chị và các bạn cùng AssetFin tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của ông vua dầu lửa, những đặc trưng tính cách, khả năng nắm bắt cơ hội của ông như thế nào mà đã biến ông trở thành từ một cậu bé nghèo rách rưới đến người giàu nhất nước Mỹ. Và cuối cùng, bài học quản lý tài chính nào chúng ta có thể học được từ ông? John Davison Rockefeller là một hình mẫu tiêu biểu của sự cần kiệm, tự lực, chăm chỉ và dấn thân không mỏi mệt. Trong hơn 80 năm qua, ông nắm giữ danh hiệu người giàu nhất trong lịch sử nhân loại với khối tài sản trị giá 340 tỷ USD nếu quy đổi theo thị trường hiện nay. Tính toán này được tính theo Celebrity Network. Ông là người đầu tiên đặt nền móng và xây dựng cho sự giàu có của gia tộc vương giả Rockefeller. Gia tộc giàu có đã bước sang đời thứ 7. Qua cuộc đời và sự nỗ lực của Rockefeller, AssetFin nhận thấy có rất nhiều bài học cho hậu thế sau này. Ông cũng là một người điển hình của người Do Thái nhanh nhẹn, yêu tiền và được giáo dục về tài chính từ rất sớm. Sự đi lên của Rockefeller cũng từ tay trắng, giống như ông Trần Trinh Trạch, người giàu nhất Nam Kỳ lục tỉnh trước thời kỳ giải phóng. Và cho anh chị nào quan tâm đến câu chuyện của ông Trần Trinh Trạch, chúng tôi đã để link ở trong phần mô tả bên dưới. Và bài ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích 3 đặc điểm giúp Rockefeller giàu có và phát triển mạnh mẽ đến như vậy. Một là làm chủ bản thân, rèn giũa bản thân từ những việc làm nhỏ bé với kỷ luật cao. Để tạo nên một Rockefeller vĩ đại của sau này, đã có một Rockefeller chăm chỉ, kỷ luật, đặc biệt trong tài chính. Rockefeller vốn xuất thân từ một gia đình công nhân Do Thái di cư sang Mỹ. Ngay từ nhỏ, ông đã phải vừa học vừa kiếm tiền bằng nghề khuân vác và rửa bát thuê. Ông đã học cách chất chiêu, tiết kiệm từ bé. Trong hồi ký của mình, Rockefeller kể lại, ông ghi chép sổ sách rất cẩn thận, từng đồng một khi ông bỏ ống tiết kiệm và say sưa theo dõi sổ tài sản nhỏ mọn ấy lớn dần qua ngày tháng thế nào. Dưới sự hướng dẫn của bố, cậu bé Rockefeller còn lập cả những quyển sổ ghi chép và cẩn thận ghi lại từng đồng cũng như từng xu mà cậu tiêu xài. Một trong những quyển như vậy còn được giữ lại cho thấy cậu bé đã tần mẩn ghi lại mọi khoản chi tiêu. Thói quen này vẫn được ông duy trì khi đã trở thành tỷ phú. Con trai ông chia sẻ, với những người giàu có, việc theo dõi những khoản nhỏ chi tiêu vặt vãnh là sự buồn xỉn, nhưng với cha tôi, đó là một nguyên tắc sống. Trong sự nghiệp, Rockefeller luôn thực hiện công việc với tinh thần tập trung cao độ, ông luôn ám ảnh bởi tính hiệu quả. Khi xây dựng các nhà máy lọc dầu, ông luôn đặt cao yếu tố chất lượng với tính cạnh tranh mà các đối thủ không thể so sánh. Bên cạnh đó, ông còn rất tỉ mỉ, chú ý đến từng chi tiết. Thế nên mới có câu chuyện, từ tham quan nhà máy đóng lon dầu hỏa, ông đề xuất bớt giọt dầu hàn từ 40 xuống còn 38 giọt. Sau đó, khi sử dụng 38 giọt chất hàn, họ phát hiện ra một số lon bị rỉ nhưng chỉ với 39 giọt và mọi thứ đều ổn. Cuối cùng, kết quả là 39 giọt chất hàn đã trở thành tiêu chuẩn mới cho tất cả các nhà máy lọc dầu của Standard Oil. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là khi Rockefeller tiết lộ về kết quả mang lại. Chỉ một giọt chất hàn giảm đi, nó đã giúp Standard Oil tiết kiệm 2.500 đô la trong một năm đầu tiên. Và hoạt động xuất khẩu của công ty tiếp tục tăng gấp đôi, thậm chí là gấp 4, dẫn đến việc số tiền tiết kiệm được từ tiêu chuẩn 39 giọt hàn đã tăng lên đến hàng trăm nghìn USD. Đặc điểm thứ hai trong con người vĩ đại đó là có mục tiêu và tham vọng lớn trong sự nghiệp và luôn hành động để giành vị trí số 1. Bí quyết thành công là
làm tốt những điều bình thường theo cách không bình thường. Và tôi không nghĩ một người chỉ bắt đầu bằng ý tưởng làm sao mình trở nên giàu có lại có thể thành công nếu anh ta không có tham vọng lớn hơn. Đó là những điều Rockefeller từng nói. Trong sự nghiệp dầu lửa của mình, có thể nói ông theo đuổi chiến lược không đối thủ bằng cách liên tục nâng cao hiệu quả hoạt động và gây sức ép đòi chiết khấu vận tải từ các công ty đường sắt. Rockefeller đã đưa Standard Oil trở thành một trong những công ty lớn mạnh nhất trong lĩnh vực lọc dầu. Standard Oil đồng thời còn là một trong những công ty bán dầu lửa lớn nhất nước Mỹ và nó gần như độc quyền kiểm soát thị trường trong gần 10 năm. Đặc điểm thứ ba là có tầm nhìn và liên tục mở rộng tài sản một cách hiệu quả. Có câu chuyện về ông như sau. Năm 1863, khi mới nhận được một vài hợp đồng là nhà thầu phụ liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ, Rockefeller đã nhanh tay phát hiện và khẳng định đây sẽ là một miếng đất màu mỡ để có thể nhanh chóng kiếm tiền. Ông mua lại công ty ban đầu do ông thành lập cùng chung với người bạn Clark và sau này là một số người bạn nữa với giá 72.500 USD. Khi đã trở thành người chủ duy nhất, ông bắt đầu lao vào cuộc giành giật từ những hợp đồng dầu mỏ dù là nhỏ nhất. Năm 1867, Rockefeller đã mua thêm một nhà máy lọc dầu ở Cleveland thuộc bang Ohio. Đây được coi là thương vụ đầu tiên trong hàng loạt thương vụ sáp nhập mà Rockefeller với tham vọng bá chủ ngành công nghiệp dầu mỏ Hoa Kỳ để tạo ra công ty Standard Oil vào năm 1870, lúc đó ông mới chỉ 31 tuổi. Lúc bấy giờ, Standard Oil chiếm khoảng 10% ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ. Sau đó, nhận thấy giá cả đầu vào thấp và thị trường đang thừa cung, nên các công ty dầu mỏ nhỏ đã hạ giá bán dưới mức giá thành nhằm bán sản phẩm và điều này đã gây thiệt hại nặng cho những công ty lớn như Standard Oil. Và Rockefeller đã đưa ra giải pháp hợp thành một công ty lớn, kiểm soát việc lọc dầu, đưa dầu vào các kho chứa cũng như sản xuất những phụ phẩm từ quá trình lọc dầu. Nhờ tính tiết kiệm được dạy dỗ từ nhỏ mà Rockefeller đã sáng tạo ra phương pháp kinh doanh khép kín toàn bộ bằng cách khống chế tất cả các công đoạn và các bộ phận có liên quan đến kinh doanh, tuyệt đối tự cung tự cấp nếu điều kiện cho phép để giảm bớt chi phí và giá thành sản phẩm, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh về giá bán. Rockefeller quy định giá cả phải được tính tới 3 con số sau dấu phẩy và các báo cáo lãi ròng được yêu cầu cung cấp tới ông vào mỗi buổi sáng. Một câu chuyện khác cho thấy tầm nhìn của ông là cuối thế kỷ thứ 19, Rockefeller bắt đầu phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất khi Thomas Edison chế tạo được bóng đèn điện. Đã có đèn điện rồi thì còn ai cần dùng đến đèn dầu nữa. Tuy nhiên, Rockefeller đã nhanh chóng tìm lối thoát bằng một con đường mới, đó là chế tạo xăng cho ngành công nghiệp xe hơi cũng vừa bắt đầu chập chững hình thành. Standard Oil hoạt động trong ngành năng lượng và đây đúng là ngành cực kỳ quan trọng để tái thiết nền kinh tế. Sau đó thì Rockefeller đã tham gia vào các ngành khác như bất động sản, tài chính, dược phẩm. Có một vài thông tin cho rằng Rockefeller còn có cổ phần tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, trung tâm điều hành chính sách tiền tệ quốc gia của Mỹ. Sự thành công của John D. Rockefeller không chỉ trên thương trường mà ông còn thành công trong việc rèn giũa các thế hệ tiếp nối về sau. Trải qua 7 thế hệ, các thành viên trong gia tộc vẫn giữ gìn được sự giàu có. Họ còn phát triển trong nhiều lĩnh vực khác như chính trị, nghệ thuật. Và trong gia tộc không hề có sự tranh chấp tài sản. Tất cả là nhờ sự dạy dỗ và có những nguyên tắc gia đình. Đây là những điều rất đáng học hỏi. Và chúng tôi sẽ quay trở lại với bài học mà Rockefeller dạy con trong số tiếp theo. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.